Cuộc sống ở vùng núi miền Trung Việt Nam còn gặp rất nhiều khó khăn. Khí hậu vô cùng khắc nghiệt. Sau những đợt khô hạn kéo dài là những cơn mưa như chút. Đất đai khô cằn, nước sạch thiếu thốn, làm ruộng chỉ đủ ăn tức thời. Người dân ở đây rất nghèo, phần nhiều là người dân tộc Xê Đăng. Nhưng làng Tu Cấp đang được giúp đỡ. Đó là một phần của dự án hứa hẹn sẽ cải thiện đời sống của người dân nơi đây. Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước về các tỉnh nghèo, thì vừa rồi chính phủ có một cái dự án giảm nghèo miền Trung, trong đó gồm có 4 tỉnh, Kon Tum, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị và Quảng Bình. Để mà triển khai cái dự án giảm nghèo này thì Trung ương có một cái dự án hỗ trợ kỹ thuật là tăng cường năng lực giảm nghèo của các tỉnh thuộc vùng cái dự án mà giảm nghèo miền Trung. Tỉnh Kon Tum có được hai xã được chọn làm điểm, đó là xã Tu Mơ Rông thuộc huyện Đắc Tô và xã Đắc Côi thuộc huyện Cẩm Rẫy. Hiện nay dự án hỗ trợ kỹ thuật đã được khởi động. Bước đầu đang tiến hành lập kế hoạch phát triển kinh tế của xã. Trong cái cách lập kế hoạch này thì lập theo cái phương pháp là BRA, có nghĩa là xây dựng kế hoạch có sự tham gia của cộng đồng. Với cái phương pháp này thì người dân họ ý thức được rằng là họ sẽ đưa ra được những cái thuận lợi, những cái khó khăn, họ xác định được những cái việc gì họ cần làm, bàn bạc với nhau về cái nguồn lực cũng như các cái thứ tự ưu tiên cho cái công việc này. Sau khi cái lớp tập huấn về BRA với sự hướng dẫn của các giáo viên, các học viên của tỉnh, huyện, xã cũng như các thành viên của thôn tham gia vào quá trình học tập, thì sau khi kết thúc khóa học, cái phương pháp học này, cách đánh giá này sẽ được nhân rộng ra cho các cái dự án, các xã khác của cái dự án vốn vay, tức là dự án giảm nghèo khu vực miền Trung. Hôm nay, nhóm cán bộ dự án đến với người dân làng Tu Cấp. Họ sẽ thực hiện đánh giá nông thôn có sự tham gia của người dân để tìm hiểu về làng này. Họ sẽ giúp dân làng xác định những khó khăn mà họ phải đối mặt. Sau đó, họ sẽ giúp dân làng tìm ra cách giải quyết những khó khăn mà họ đang phải đối mặt. Công việc đánh giá nông thôn sẽ bắt đầu bằng một cuộc họp với tất cả dân làng. Có lẽ họ sẽ rất tò mò và cả nghi ngờ nữa. Và có lẽ họ cũng hy vọng, trông chờ. Cuộc họp sẽ trả lời cho họ tất cả những câu hỏi đó. Nhóm cán bộ dự án có trách nhiệm giúp đỡ và hướng dẫn người dân. Mỗi nhóm có khoảng 3 đến 4 thành viên. Nhiệm vụ của họ là hướng dẫn quá trình thực hiện. Thành viên của nhóm thường có cả nam và nữ, với nhiều loại ngành nghề như nông nghiệp, y tế, kỹ sư xây dựng. Nhóm sẽ giải thích đánh giá nông thôn có sự tham gia của người dân là gì và có thể trông đợi kết quả gì từ đây. Họ yêu cầu mọi người giúp đỡ. Điều quan trọng là những người lãnh đạo địa phương phải hiểu và hỗ trợ quá trình này, cũng như mọi tầng lớp dân làng, từ già đến trẻ, giàu nghèo, đàn ông và phụ nữ đều phải tham gia. BRA tức là đánh giá nông thôn có sự tham gia của người dân.
Hay nói cách khác là chính người dân của chúng ta cùng tham gia đánh giá hiện trạng của thôn chúng ta thông qua những cái thông tin cơ bản. Ví dụ như đó là biến động dân số, cơ sở hạ tầng hoặc là về tình hình sản xuất như là diện tích, năng suất của chúng ta. Hay nói cách khác là BRA là cũng rất có hiệu quả đối với việc mà chúng ta xác định cái thứ tự ưu tiên trong các hoạt động mà thôn chúng ta phải làm cái gì, và các tổ chức bên ngoài là hỗ trợ chúng ta những vấn đề gì. Đây là lần đầu tiên nhóm đến làng Tu Cấp. Do vậy, một số người dân dẫn họ đi tham quanh làng. Việc này giúp họ tìm hiểu về tình hình chung, cũng như cho mọi người thấy nên bắt đầu từ đâu. Mình không khí, có khi mình không làm ra. Đánh răng nông thôn bao gồm một loạt công cụ. Mỗi công cụ tập trung vào một vấn đề cụ thể. Trong đó có các bản đồ, sơ đồ, danh sách và bảng biểu. Mỗi người phải tự vẽ và viết. Có 3 loại công cụ chủ yếu. Loại thứ nhất đề cập đến các nguồn lực tự nhiên và vật chất mà dân làng có, như đất đai, cơ sở hạ tầng, mùa màng và gia súc. Loại công cụ thứ hai nhằm vào các xu hướng và thể chế, các tổ chức trong làng và những thay đổi theo thời gian. Loại thứ ba nhằm vào các vấn đề kinh tế xã hội, thu nhập, lao động, vân vân. Một nhóm tập trung vào các nguồn lực và tài nguyên thiên nhiên. Họ đi bộ quanh làng. Nhóm này có thể quen hơn với làng và vùng phụ cận. Họ có thể đặt câu hỏi, xác định các vấn đề và tìm kiếm các cơ hội. Trở về làng, họ vẽ một bản đồ làng. Họ có thể vẽ lên một tờ giấy lớn hoặc vẽ lên sàn nhà bằng phấn. Nhưng ở đây, họ dùng que và lá để vẽ bản đồ lên đất mềm. Họ đánh dấu các quả đồi, đường xá, sông ngòi. Họ có thể dùng que, lá hoặc mẩu gỗ nhỏ để chỉ rừng, cánh đồng và nhà cửa. Khi đã hoàn thành, bản đồ có thể được sao chép lên giấy để lưu giữ. Những thứ khác cũng có thể đánh dấu trên bản đồ. Đó là sự sở hữu đất, đường đi của một con kênh thủy lợi mới hoặc những diện tích đất cần bón phân. Lát cắt là một đường kẻ từ đầu đến cuối làng. Nó đi qua tất cả các loại đất khác nhau trong làng. Nó cho biết tình trạng sử dụng đất, loại đất, khó khăn ở mỗi loại đất và các cơ hội. Trong khi đi bộ quanh làng, họ sẽ ghi lại tình hình ở mỗi khu vực. Họ nhìn vào cánh đồng, mùa màng phát triển thế nào, có những vấn đề gì, sâu bệnh, thủy lợi, vân vân. Cứ biết là bị cái bình đó là mình thu dùng lúc gì không hết không? Phun cái trên này là không sao, chỉ con hết chứ. Đây là lúa của người địa phương, đây là lúa mối từ khuôn trậm khuôn nông và thì mình thấy là chỗ này nè, thấy của lúa của bà con thì không năng suất bao nhiêu, cái này là mới nhận từ khuôn nông vào để bà con hay trồng trước này sống về kiểu hộ. Cũng bà con thì thu dùng cái này, bây giờ này sau này chắc thì là dùng ở bên cái trọng khuôn nông này hướng dẫn để cái này là thiếu là so vì sơ dưỡng nhiều thiếu phân, bón phân của bà con thiếu về cái thuộc về bón phân đấy đó. Nhưng mà sau này thì đây là bên lúa này là lúa bên trọng khuôn nông đó, là mới học tập khuôn giò tập hơn mình đấy, mà theo sau này thì bà con thì cũng cố gắng làm như cái theo cái phương tiện để mình học tập huấn đây này.
Họ cũng làm tương tự đối với các cây ăn quả. Xong rồi hả? Và chăn nuôi. Nó chắc khi thì phải đào ở gì đó. Một cái hố phân. Thì làm phân. Cho nó khô nước. Và họ xem xét, đánh giá các hoạt động lâm nghiệp. Buổi tối, người dân viết tất cả các thông tin vào một biểu đồ lát cắt. Đối với mỗi loại đất, có các thông tin về tình hình sử dụng đất, loại đất, những khó khăn và các giải pháp có thể. Một nhóm nông dân khác xây dựng lịch mùa vụ, các tháng ghi ở phần cao nhất, số 1 cho tháng 1, số 2 cho tháng 2, vân vân. Lá cây cho biết thời điểm mưa nhiều nhất và thời gian của mùa khô. Đây nó ruộng mà đúng không? Đấy, để chuẩn bị làm từ lịch mùa vụ cũng cho biết loại cây gì đang được trồng và bao giờ thu hoạch. Nó cũng cho biết khi nào có những khó khăn nảy sinh, chẳng hạn như thiếu lương thực. Lịch này giúp nhóm hiểu công việc người dân làm ở mỗi tháng và người dân có thể tìm ra cách cải thiện công việc trồng trọt của họ. Ví dụ như chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo mùa vụ. Nó có màu vàng và có những cái đốm sọc màu vàng như thế này. Đấy. Đây là cây gì? Rất nhiều công cụ PRA sử dụng ma trận hoặc bảng. Ma trận này về các loại cây khác nhau. Dọc theo một phía bảng là mùa vụ và loại cây. Đây là cây cà phê. Dân làng có thể cho điểm từng loại cây trồng. Họ dùng những viên đá nhỏ. Cây cà phê là loại cây trồng tốt, được 7 điểm. Nhưng cây khác lại không tốt bằng, chỉ được 4 điểm. Ma trận có thể được sử dụng cho nhiều công cụ. Chúng có thể mô tả mùa màng, chăn nuôi, các vấn đề về sức khỏe, giáo dục, cơ sở hạ tầng và nhiều lĩnh vực khác nữa. Hiện trạng kinh tế xã hội là lĩnh vực quan trọng thứ hai của công việc tham gia đánh giá nhanh nông thôn có sự tham gia của người dân. Ở mỗi thôn có một số người nghèo và một số khác thì khá giả hơn. Nhưng cụ thể họ là ai? Dân làng sẽ phải viết tên của tất cả các hộ trong làng, mỗi hộ một tấm thẻ. Sau đó phân loại các thẻ theo từng trồng riêng biệt. Các tấm thẻ màu vàng ghi tên những hộ nghèo nhất và các tấm thẻ màu hồng thể hiện các hộ khá giả hơn. Dân làng có thể nói rõ bằng cách nào họ biết hộ nào giàu hay nghèo. Một hộ giàu có thể có tivi hoặc xe máy, còn hộ nghèo thì sống trong nhà máy tranh và thường xuyên thiếu ăn. Khổ. Bò thì có nè, nhưng mà ruộng rải không có, thì nó già yếu rồi. Nhưng mà nhà tôn vắt nữa thì có, nhưng mà xe máy còn tivi kia không có, thì sẽ như thế nào? Dù chỉ cần họ bán một con trâu thôi, mình giờ 4-5 triệu rồi, họ có làm được mấy tôn ngay liền, đúng không? Cho nên vẫn là môi. Mình xem ví dụ như bò ít quá, cho bò ít quá thì mình xem lại nhiều, nhưng mà mình xem lại là họ là mới bò đó họ có đủ mua lương thực, đủ mua làm nhà không. Nhóm phỏng vấn một số hộ gia đình để tìm hiểu họ kiếm sống bằng cách nào. Nhóm cũng hỏi về những khó khăn cụ thể mà dân làng gặp phải. Việc phỏng vấn chỉ cần tập trung vào một số người đại diện cho các nhóm
giàu, nghèo, dân tộc thiểu số, đàn ông và phụ nữ. Các khu vực cụ thể trong làng, nơi người giàu và người nghèo sinh sống. Và để thuận tiện, họ đặt các thẻ của từng nhóm trên bản đồ. Phụ nữ có một vai trò quan trọng. Họ có cơ hội để đưa ra ý kiến của mình về tín dụng, các công việc ngoài nông nghiệp và các loại việc phụ nữ đảm nhiệm. Thể chế và mạng lưới là lĩnh vực quan trọng thứ ba mà công việc đánh giá phải xem xét. Họ sẽ bắt đầu bằng việc xây dựng lại lược sử của thôn bản. Những người già nhớ lại những gì đã xảy ra 20-30 năm trước. Thôn được lập ra khi nào? Đường giao thông được mở khi nào? Khi nào thì có điện? Năm nào có lũ lớn? Đã có khi nào xảy ra nạn đói chưa? Họ cũng thảo luận về các xu hướng qua các thời kỳ. Chuyện gì đã xảy ra với rừng? Sản lượng của mùa màng như thế nào? Thu nhập là bao nhiêu? Và cuộc sống đã tốt lên hay xấu đi? 97, 2000, năm 2003 đều tăng. Nhưng mà đồng thời là cái diện tích lúa nước. Đây là cách để xem xét thể chế. Cách này được gọi là biểu đồ Venn. Vòng tròn lớn ở giữa thể hiện cho dân làng. Những miếng giấy màu hình oval là các thể chế được sử dụng để liên hệ với chính quyền xã, các dịch vụ khuyến nông, y tế, trường học, những người buôn bán ở địa phương, vân vân. Khoảng cách đến vòng tròn lớn thể hiện mức độ tác động của thể chế đến dân làng. Biểu đồ Venn cho biết nơi mọi người có thể thu thập thông tin. Những nguồn thông tin quan trọng nhất đối với họ đều ở trong vòng tròn lớn, trưởng làng và dân làng. Khi mọi người đã hoàn thành các công cụ PRA, họ tập hợp lại để thảo luận về những vấn đề họ đã tìm ra. Họ lắng nghe các công việc mà nhóm khác thực hiện. Họ kiểm tra thông tin. Và đây là lúc họ phải hoàn thành các biểu mẫu và sửa chữa những sai sót. Mọi thứ đều được ghi chép lại, do vậy sẽ có một biên bản. Tuy nhiên họ không dừng lại ở đó. Họ phải tiếp tục vạch kế hoạch giải quyết các khó khăn. Các nhóm nhỏ vạch kế hoạch giải quyết từng khó khăn. Nhóm này đang vạch kế hoạch liên quan đến nông nghiệp. Nhóm khác thảo luận về lâm nghiệp. Một nhóm xem xét các vấn đề về cơ sở hạ tầng. Họ phải quyết định sẽ giải quyết các vấn đề đó như thế nào. Những công cụ này đã xác định các khó khăn cụ thể như thiếu nước sinh hoạt, thiếu đường giao thông, thiếu thông tin và không có vốn. Họ cũng sẽ kiến nghị một số giải pháp, ví dụ như đào thêm giếng hoặc yêu cầu được tập huấn một số phương pháp canh tác mới. Bởi vì là trong làng thì dân số thì nhiều. Khi bản kế hoạch hoàn tất, người dân sẽ tổ chức một buổi họp với sự tham gia của tất cả các hộ gia đình trong thôn. Tại đó, các nhóm sẽ trình bày kế hoạch của họ. Chắc chắn sẽ có nhiều ý tưởng hơn là kinh phí có thể được hỗ trợ. Do vậy, người dân phải quyết định những gì cần được ưu tiên và làm việc gì đầu tiên. Họ cũng phải quyết định ai sẽ thực hiện các công việc và thanh quyết toán như thế nào. Người dân có thể tự làm một số công việc như tu sửa con đường chạy lên đồi. Đúng, chúng tôi có thể làm được việc này. Đối với một số công việc, họ cần sự giúp đỡ từ bên ngoài và phải trả tiền.
khi họ đã tập hợp được tất cả các ý kiến, họ sẽ xem xét và tìm kiếm sự hỗ trợ. Họ có thể yêu cầu chính quyền địa phương giúp đỡ, hoặc các tổ chức ở bên ngoài khác có thể hỗ trợ. Đánh giá nông thôn giúp người dân tự giúp chính họ. Người dân tự làm việc để cải thiện cuộc sống của họ. Họ biết được tình hình hiện tại của họ và họ có thể lập kế hoạch cho tương lai. Giải pháp để giải quyết vấn đề PRA cung cấp rất nhiều thông tin có ích cho quá trình thực hiện công việc. Nó giúp người dân địa phương tự quyết định phải làm gì và phải làm như thế nào. Tự dân làng sẽ đưa ra các quyết định. Họ phát biểu, cán bộ lắng nghe và tìm các câu trả lời. PLA này là phải giải quyết cho mình xóa cái đó, cho cái nghèo. Nhưng mà thuận tiện ở làng thì chưa xóa được, bởi vì đường xa lạ này. Cái này cũng có chất lượng đại học bao nhiêu? Bởi vì là nước sinh hoạt chưa đủ này, tôn lộp chưa có này. Thủy lợi còn cằn nè, cũng chưa có, cho nên còn đói, còn nghèo. Nhưng mà sau này thì nếu mà đảng, nhà nước đã giải quyết cái đó, mình phải xóa được cái đó, giảm được cái nghèo. Người dân Tu Cấp hoàn thành kế hoạch của họ. Họ mong muốn được thực hiện kế hoạch này. Song vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Nhưng họ đã bước những bước đầu tiên trên con đường hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.